Nhật Lệ xin mến chào quý đính giả đã đến với kênh Radio Hay Quý vị và các bạn thân mến Tự ti về bản thân Vì chẳng thể đem lại hạnh phúc lứa đôi cho vợ Cho rằng thương vợ Muốn cho vợ được hạnh phúc Người chồng trong câu chuyện Mà Nhật Lệ kể cùng các bạn hôm nay Đã đẩy vợ mình vào vòng tay của người khác Nhưng nào ngờ Việc mà anh ta cứ ngỡ là sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình Lại dẫn đến những bi kịch Ngay sau đây chúng ta cùng đến với câu chuyện chất chứa rất nhiều nỗi niềm này nhé. Làng Vòng vào những năm 1980 là một vùng quê nghèo đậm chất nông thôn. Người dân ở đây thật thà chất phác. Người dân trong thôn gần như hoàn toàn sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Gia đình bà Cúc là một trong những gia đình phải nói là giàu có nhất trong làng. Bố chồng của bà trước đây từng là một địa chủ. Sau cải cách ruộng đất, ông đã giao nộp toàn bộ ruộng của mình cho chính quyền cách mạng nhưng nhà ông vẫn giàu lắm sau khi ông chết đi thì để lại cho vợ chồng bà một khối tài sản kha khá có tiền vợ chồng bà đã cho người dân trong thôn vay lãi để kiếm lời ai khó khăn thì đến hỏi mượn vợ chồng bà tiền lãi ông hùng cũng lấy rất phải chăng ông nói cho những người khó khăn vay vừa là kiếm chút lãi vừa là để làm phúc nên không lấy lãi cao Bà Cúc thì không hài lòng với quan điểm của chồng mình cho lắm Nhưng vì không dám cãi lời chồng Nên bà chấp nhận làm theo ý ông Ông Hùng có hai người vợ Bà Cúc là vợ cả Và được cưới hỏi đàng hoàng Còn bà Mùi là vợ hai Chỉ theo ông về làm vợ bé trong nhà Chứ chẳng cưới xin gì Ngày biết chồng mình có vợ bé bên ngoài Bà Cúc cũng nổi đoá lên với ông Nhưng vì trong gia đình Ông là người quyết định mọi việc không ai dám trái ý ông Nên ông làm gì Bà Cúc đâu có ngăn cản được Bà nghiến răng chấp nhận Cho ông đưa vợ bé về sống chung với mình trong nhà Ông Hùng có hai người vợ Thì cả hai bà đều sinh ra cho ông hai người con trai Nam là con trai cả trong nhà do bà Cúc sinh ra Còn Bắc là con trai út do bà Mùi sinh ra Dù là hai anh em cùng cha khác mẹ Nhưng do được ông Hùng giáo dục tốt nên cả nam và bắc đều rất yêu thương nhau giống như hai anh em ruột vậy sau khi nam lấy vợ được hai năm thì ông hùng mất bà cúc lúc này lấy quyền vợ cả đã đuổi mẹ con bắc ra khỏi nhà bà ấy chỉ chia cho hai mẹ con nhà bắc một phần đất nhỏ ở phía sau căn nhà lớn của mình hai mẹ con bắc dựng tạm căn nhà nhỏ và sống ở đó bà mùi đi làm thuê cho những nhà giàu có trong làng để lấy tiền nuôi con sáu năm trôi qua bác bây giờ cũng đã trưởng thành anh có thể đi làm thuê kiếm tiền để phụ giúp mẹ mình còn mẹ con nhà nam mẹ anh vẫn hành nghề cho vay lãi chỉ có điều sau ngày chồng mình mất thì bà cúc cho vay lãi lý cao lắm nam cũng ở nhà phụ mẹ mình công việc của anh là đi thu tiền lãi và chốt sổ sách hàng tháng nam có tính cách giống ông hùng thật thà tốt bụng thấy mẹ mình cho vay lãi cao thì anh tham gia. Mẹ ơi, mình cứ lấy lãi như lúc bố còn sống. Chứ toàn người dân trong làng họ lại khó khăn cho vay cao quá, con thấy tội tội thế nào ấy. <laughs> tội cái gì mà tội? Mình tội cho họ thì ai tội cho mình? Làm ăn như mày và bố mày thì có mà ăn cám à? Trên đời này thứ quý nhất là tiền, nên việc mình cho họ vay tiền lúc khó khăn đã là làm phúc rồi. Còn việc lãi lờ Thì cứ theo thông lệ mà lấy thôi Chứ tiền đâu mà cho vay không được Kể mẹ Con cũng không nói là mình cho vay không Nhưng nếu nhà ai khó khăn quá Thì mình cũng nên tạo điều kiện giúp đỡ họ Không được Mẹ nói một là một Cứ y án mà làm Việc của mày là đi thu tiền Thì chỉ biết thu thôi Còn lấy lãi bao nhiêu là việc của mẹ Mày không cần quan tâm có thời gian thì lo làm thế nào cho vợ mày nó đẻ đi chứ Cưới nhau hơn 6 năm nay rồi Vẫn như là cây cao điếc chẳng đẻ đái gì Không lẽ chúng mày định đẻ cho nhà này tuyệt tự chăng Mẹ Sao đang chuyện nọ Mẹ lại sọ sang chuyện kia thế Chuyện con cái của vợ chồng con Mẹ cứ để từ 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 đến bao giờ Hơn 30 tuổi đầu rồi chứ còn non yểu gì đâu mà từ từ Bà Cúc không hài lòng với Nam về việc anh bảo bà cho vay lấy lãi thấp xuống để giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn. Bà nói mình có quan điểm riêng, bà là người làm ăn, chứ có phải là nhà từ thiện đâu mà đi cho vay không được. Nên là bà nhất quyết không nghe theo lời tham gia của con trai. Nhiều lần Nam đi thu tiền lãi, thấy mấy nhà khó khăn quá thì anh lại giảm lãi cho. Về nhà bà cúc tức lắm, bà mắng anh như là tát nước vào mặt rồi quay sang chửi anh về chuyện con cái Hôm nay cũng vậy Anh và bà đang nói chuyện công việc Thì bà lại nhắc đến chuyện con cái Điều đó làm cho Nam thấy rất khó chịu Nhưng cũng đâu dám cãi câu nào đâu Nam biết việc mình khất lần mẹ chuyện có con Chỉ là kế hoãn binh thôi Vì anh sẽ chẳng bao giờ có con được cả Anh và Mai lấy nhau đã 6 năm nay rồi Nhưng anh và cô chưa từng xảy ra quan hệ vợ chồng người đau khổ thiệt thòi nhất là mai nhưng vì yêu anh thương anh nên cô ấy vẫn nguyện ở bên anh và nhận sự thua thiệt về mình nam vốn là một thanh niên khỏe mạnh anh có sức khỏe tốt quen biết rồi yêu mai là người cùng làng hai người những tưởng cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn viên mãn sau ngày cưới nhưng đâu có ngờ trước hôm đám cưới một tháng hôm đó là ngày ăn hỏi của anh và mai anh có trèo lên hái cau và không may anh bị ngã ngồi xuống đất cố ngã không làm cho anh bị gãy chân gãy tay hay là dứt đầu mẻ chán gì mà anh chỉ thấy mình bị đau lưng không đi được phải nằm một chỗ bà quốc lo lắng liền đi cắt thuốc nam về cho anh uống sau khoảng một tuần thì cái lưng của anh cũng đỡ đau anh đi lại được và anh thấy sức khỏe bình thường như không có chuyện gì xảy ra cho đến ngày anh và Mai cưới nhau, đêm tân hôn nằm cạnh vợ, cả anh và Mai đều mong chờ giây phút được yêu và trao cho nhau niềm hạnh phúc. Nhưng dù anh và Mai có cố gắng thế nào thì cái đó của anh vẫn cứ nằm yên bất động. Nam xấu hổ với vợ vô cùng, anh ngượng ngùng chẳng biết nói câu gì. Mai đoán được tâm lý của chồng nên động viên, cô bảo có khi mấy ngày nay lo đám cưới, ăn uống thất thường nên anh bị mệt. Cô bảo chồng cứ nghỉ ngơi một thời gian, hai người đã là vợ chồng rồi thì thiếu gì thời gian và cơ hội trao cho nhau hạnh phúc. Nghe lời vợ, Nam quyết định nghỉ dưỡng sức một thời gian. Mai cũng tinh ý, cô chủ động mua nhiều đồ bổ về nấu cho chồng ăn. Nam được vợ bồi bổ cho thì vui ra mặt. Tối đến vừa lên giường, anh đã khiêu khích. Em mua nhiều đồ bổ cho anh ăn thế không sợ có ngày anh hành cho à? bùi giời anh cứ dưỡng sức đi Chỉ cần anh khỏe em chiều được hết Chắc chứ Chắc Được rồi em chờ đấy Rồi anh sẽ cho em biết tay Sau một tuần nghỉ dưỡng sức Lại được vợ ra sức bồi bổ Thì Nam hí hưởng tin rằng Thể lực của mình đã trở nên sung mãn Tối nay anh dứt khoát Sẽ đưa vợ mình lên tận mây xanh cho mà xem Nam nghĩ như vậy Và cười thầm trong bụng Tối hôm đó sau khi ăn tối xong Nam đi tắm trước Và lên giường nằm chờ vợ Tới khi Mai vào Nam vội vàng lao đến Ôm lấy cô và hôn ngấu nghiến Mai xấu hổ Cô chưa kịp cúi xuống thổi tắt cái đèn dầu xong Thì đã thấy người Nam ở trên người mình Tưởng là giây phút hạnh phúc đã đến Mai nhắm mắt Chuẩn bị tận hưởng sự yêu thương của chồng 5 phút 10 phút Rồi 15 phút trôi qua mà mai vẫn thấy nam hì hục trên người mình tò mò không biết chồng đang làm gì mà lâu vậy mai cựa mình một cái vô tình đùi cô chạm vào cái đó của anh và cô sững sờ cái đó của chồng cô vẫn gục như cọng rau muống héo cảm giác thất vọng xuất hiện thì ra từ nãy đến giờ chồng cô vẫn hì hục cố gắng làm cho thằng em nhỏ của mình ngóc đầu đứng dậy nhưng không được mai sợ chồng thấy xấu hổ nên cô nói lời khích lệ Không sao đâu anh Nam không nói gì Anh thực sự xấu hổ và cảm thấy thất vọng về bản thân mình Đã uống rất nhiều thuốc bổ Ăn cả đồ bổ nữa Thế mà đến lúc lâm trận Thì thằng em nhỏ của anh vẫn gục chẳng nên nổi Đúng là của nợ Súng với chở pháo Hỏng hết một lượt Nam nằm vật xuống giường Anh thở dài một tiếng Rồi đứng dậy mặc quần áo bỏ đi ra ngoài Mà không thèm nói với Mai một câu anh thấy mình thật nhục Mất hết cả cái thể diện Ra đến ngoài dân Nam ngồi thờ xuống hè Trong lòng thấy buồn bã và chán nản Ở trong buồng của mình Mai biết là chồng mình đang sốc Nên cô vội vàng theo anh ra ngoài Và ngồi xuống bên cạnh Nắm lấy tay anh Cô dựa đầu vào vai anh Cứ như vậy hai người ngồi bên nhau rất lâu Rồi không ai nói với hai câu nào Nhưng họ biết đối phương của mình đang nghĩ gì may sợ ở trong lúc này nếu cô nói gì đó vô tình chạm vào lòng tự ái của anh sẽ càng làm cho anh buồn hơn còn nam lòng anh dối như tơ vò anh không biết tại sao mình lại thành ra như vậy liệu có phải là anh bất lực không nếu đúng là như vậy thì tương lai của anh và mai sẽ ra sao rồi còn cả mẹ anh nữa bà luôn mong anh lấy vợ để có cháu nối dõi anh không thể làm bà buồn và thất vọng được. Nam cứ ngồi bên vợ và suy nghĩ vẩn vơ như vậy, đến gần 11 giờ đêm thì Mai bảo anh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Những ngày sau đó, nhờ có sự động viên khích lệ của vợ, nên Nam cũng không còn quá buồn bã và thất vọng về mình nữa. Theo lời vợ, Nam tin rằng mình còn trẻ, anh sẽ tìm cách chữa trị và có sức khỏe bình thường như những thanh niên khác chắc chắn anh sẽ đem lại hạnh phúc cho Nam và sinh cho mẹ anh một đàn cháu. Để chăm sóc cho chồng, Mai bắt đầu hỏi thăm đến những ông thầy lang có tiếng trong vùng và cắt rất nhiều thuốc lá về sắc cho chồng mình uống. Cô cũng bảo Nam đi khám Đông y mấy lần. Các thầy lang đều bảo anh không sao, chỉ cần uống thuốc đều đặn theo đơn của họ là khỏe ngay. Tin lời họ, Nam kiên trì lấy thuốc về uống, nhưng hết thầy nọ đi thầy kia anh uống thuốc mấy tháng trời Mà không thấy cải thiện gì Bà Cúc thấy con trai suốt ngày Uống hết thuốc nam Lại tới thuốc bắc Thì tò mò hỏi Nam này Con bị sao mà mẹ thấy cứ suốt ngày uống thuốc thế hả À Con uống thuốc bổ mẹ à Thuốc bổ hả Vâng Ừ thuốc bổ thì được Chứ mẹ tưởng con bệnh gì Hay là đau đớn ở đâu thì mẹ lo lắm Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi nếu con mà sao thì chắc mẹ chết mất <laughs> Con không sao mà mẹ Mẹ cứ yên tâm Con khỏe như voi ấy mà Ờ khỏe thì tốt Liệu liệu mà sinh cho mẹ đứa cháu đi Chứ mẹ già rồi không biết là sống chết thế nào Vâng Mẹ sẽ được bế cháu sớm thôi Ờ bây giờ thì con nghỉ đi Mẹ sang nhà bà mơ có chút việc Nam nhìn bóng mẹ mình khuất sau yên nhà Mà lòng đầy lo lắng Anh đang nói dối mẹ mình anh sợ bà biết tình trạng sức khỏe của mình Thì sẽ lo lắng và đổ bệnh mất Bà chỉ có mình anh là con Mọi hy vọng đều đổ dồn vào anh Sau ngày bố anh mất Ngày nào bà cũng dục anh lấy vợ Và sinh cho bà đứa cháu địch tôn núi dõi Nay nếu như bà biết Anh không có khả năng làm chuyện đó với vợ Thì chăng là bà chết mất Làm sao bây giờ Nam đứng tần ngần như là kẻ mất hồn Nhìn vào bát thuốc Bà vợ anh để trên bàn anh lại thấy sợ thực sự anh thấy uống nó rất kinh một năm nay rồi ngày nào anh chào uống nó nhưng chưa hề thấy dấu hiệu gì sáng sủa có lẽ anh cần thêm một thời gian nữa sức khỏe của anh chắc chắn sẽ ổn nam tự an ủi mình như vậy rồi anh bưng bắt thuốc lên miệng uống thuốc đắng trôi vào cổ nó làm cho anh suýt chút nữa thì nôn ra nhưng anh cố nhắm mắt lại để nuốt vì anh, vì mẹ Và vì Mai Anh muốn làm cho mẹ vui Muốn cho Mai hạnh phúc Và hơn ai hết, anh muốn có con Đứa con kết tinh tình yêu của anh Và người vợ yêu quý của mình 6 tháng nữa lại trôi qua Nam vẫn đều đặn uống thuốc hàng ngày Nhưng tình trạng của anh Vẫn không có chút cải thiện nào Nam bàn với vợ Hay là đến Hà Nội khám Ý kiến đó của Nam được Mai ủng hộ ngay thế là hai ngày sau vợ chồng anh khăn gói đến hà nội sau khi kiểm tra bác sĩ kết luận nam bị liệt dương không chữa được nam nghe xong lời bác sĩ nói mà như xét đánh ngang tai chân anh đứng không vững anh bị liệt dương đồng nghĩa với việc anh và mai sẽ chẳng bao giờ có con và mẹ anh không bao giờ có cháu nội để bế sao nam thất vọng hoàn toàn anh ngồi như người mất hồn trong phòng khám của vị bác sĩ một khoảng thời gian sau thì anh đứng dậy chào bác sĩ ra về nhìn vẻ mặt của chồng mai đoán biết kết quả khám của anh chắc là có vấn đề nên cô cũng chẳng dám hỏi vì sợ làm anh đau lòng mấy hôm sau thì nam mới nói cho vợ biết về tình trạng của mình cũng như anh mai buồn lắm tuy trước mặt anh cô luôn tỏa ra vui vẻ để cho anh đỡ buồn nhưng hàng đêm nằm bên cạnh chồng cô khóc thầm thương cho số phận của anh và cô sao lại không may đến vậy có lúc cô còn trách ông trời sao không gây cho cô một bệnh gì khác mà lại bắt chồng cô phải mắc cái bệnh oái oăm như vậy chứ giờ thì anh và cô biết phải làm sao đây nhà anh là con trai một nếu anh và cô mà không có con nối dõi thì cô biết sống thế nào với mẹ chồng bây giờ sau một thời gian buồn bã thất vọng thì cuối cùng cả Nam và Mai Đã động viên nhau cùng chấp nhận số phận Đó là hai người vẫn sống với nhau Mà không có con Họ biết rằng cuộc sống như vậy Chắc chắn sẽ gặp vô vàn những trắc trở Nhất là đối với Mai Vì cô là phụ nữ Ở thời điểm đó y học chưa phát triển Nam và Mai chưa thể nhờ Sự can thiệp của y học để có con Hơn nữa Ở làng quê anh lúc đó Trình độ dân trí vẫn còn rất lạc hậu Vợ chồng lấy nhau mà không sinh được con Thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu người vợ Người phụ nữ phải sống trong sự đai nghiến của gia đình nhà chồng Sự dè biểu khinh thường của bà con dân làng Vì họ bảo cây đọc không trái, gái đọc không con Nam biết Mai rất yêu anh và sẵn sàng hy sinh cho anh Cô chấp nhận sự chửi bới của mẹ chồng Và sự khinh thường của làng xóm Mà không để cho Nam nói ra bệnh của mình Cho mẹ anh biết Cô sợ bà suy nghĩ lại đổ bệnh, bà chỉ có mình anh là con trai, nếu bây giờ bà mà biết anh bị vô sinh thì chắc bà suy nghĩ rồi đổ bệnh mà chết mất. Luôn lo lắng cho chồng và mẹ chồng, nhưng những lúc nghe mẹ chồng nói những câu chanh chua cay độc, vì cho rằng mình không biết đẻ thì Mai cũng thấy tủi thân và khổ tâm vô cùng. Cô đau lòng nhưng cô không dám để lộ ra bên ngoài vì sợ chồng mình biết nút nước mắt vào trong mai im lặng mỗi khi bị mẹ chồng chửi tuy mai không hề kêu ca hay là phàn nàn về mẹ chồng mình một câu nào cho nam nghe nhưng mỗi khi chứng kiến mẹ mình nói bóng gió hay là buông lời cay độc đối với mai thì anh biết trong lòng cô đau lắm đã có lần anh bảo với mai là để anh nói rõ bệnh tình của mình cho mẹ nghe để bà không chửi mắng cô nữa nhưng mai nhất định không cho anh nói nam cảm phục sự hy sinh và tình yêu của mai dành cho mình anh biết cô rất yêu anh và anh cũng vậy nhưng cô không thể sống cả đời bên người chồng vô dụng như anh được cô còn trẻ cô cần được hạnh phúc và xứng đáng có được hạnh phúc chỉ cần không ở bên anh nữa cô sẽ có một tương lai trọn vẹn hơn suy nghĩ muốn giải thoát cho vợ bắt đầu xuất hiện trong đầu của nam rất nhiều đêm rồi anh không ngủ anh cứ nằm im đợi đến khi mai ngủ rồi thì lại bỏ ra ngoài ngồi hút thuốc. Ngồi hít vào thở ra, từng hơi thuốc dài, rồi Nam ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ánh mắt anh buồn bã, nhìn vào khoảng không bao la, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của những vì sao xa tít. Ông trời ơi, sao lại nỡ đối xử với con như vậy? Nam buột miệng, tự thốt lên như vậy, nhưng không ai trả lời anh, mà đáp lại chỉ là tiếng côn trùng phát ra từ những tán cây trong vườn nam đưa tay vuốt mạnh vào mặt mình một cái rồi thở dài đôi mắt buồn bã vô vọng của anh vẫn hướng lên bầu trời đêm cao xa bất tận anh lại không ngủ à tiếng của mai nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau nam ngoảnh mặt lại nhìn vợ thì ra cô ấy cũng không ngủ mai bước đến ngồi cạnh chồng đôi mắt cô cũng theo anh hướng lên bầu trời trong vô vọng giữa đêm tối trong không gian vắng lặng hai vợ chồng nam ngồi đó ánh mắt hướng lên bầu trời hai con người hai tâm hồn khác nhau nhưng họ có chung một điều ước họ ước mình được bên nhau mãi mãi và ước có một đứa con khoảng hai tháng sau đó thì nam nói với vợ là muốn ly hôn với mai để cho cô đi tìm hạnh phúc mới sau khi nghe chồng nói như vậy thì mai khóc lóc van xin anh nam em biết anh lo lắng và suy nghĩ cho em anh sợ em ở bên anh sẽ thiệt thòi nhưng anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không em không cần gì mà chỉ cần anh chỉ cần được sống bên anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi nhưng anh không thể đếm lại hạnh phúc cho em anh không làm tròn trách nhiệm người chồng không em không cần cái trách nhiệm đó của anh chỉ cần anh yêu em thật lòng là được còn mẹ anh anh đừng lo về mẹ em sẽ chịu đựng được em tin rằng rồi đây mẹ sẽ hiểu và thương chúng mình thôi. Vậy là Mai Quyết không đồng ý với ý định của Nam. Cô nguyện sống bên anh và chăm sóc cho anh cả đời. Còn Nam thấy Mai thực sự yêu thương và muốn sống với mình thì anh cũng không nỡ rất tình với cô. Bởi anh biết nếu anh và cô thực sự phải chia tay thì cả hai đều chẳng sung sướng gì. Anh sẽ không bao giờ hạnh phúc bên người đàn bà khác. Còn Mai, lỡ giờ một lần đò thì liệu có ai còn thương yêu đến cô không? Ở cái xã hội này Trong cái làng vòng này Vẫn còn tồn tại rất nhiều tục lạc hậu Người phụ nữ đi lấy chồng Mà bỏ chồng Thì coi như là vứt đi rồi Cả cuộc đời họ sẽ sống trong sự rẻ biểu Chê bai của dân làng Và sẽ chẳng có ai dám lấy họ nữa Anh không đang tâm Để mai phải chịu cảnh như vậy Cô đau khổ Và anh cũng chẳng sung sướng gì Sáu năm trôi qua, dù không một lần có quan hệ vợ chồng, nhưng Mai và Nam vẫn sống dẫn hạnh phúc bên nhau. Duy chỉ có bà Cúc là không vui, vì mãi mà không thấy con dâu sinh cháu. Hễ bà nhắc đến chuyện sinh con là Nam và Mai đều khất lần. Đến hôm nay thì bà không thể nhịn được nữa, nên sau khi hỏi Nam về việc anh đi thu tiền lãi thì bà nhắc luôn chuyện sinh con của anh. Đúng lúc này thì Mai cũng dọn cơm bưng lên. Vừa nhìn thấy Mai Bà Cúc đã hoạnh hoẹ Đấy Có vợ anh lên rồi đấy Bây giờ anh chị nói rõ cho tôi nghe xem Lý do vì sao Lấy nhau gần đấy năm rồi mà chưa sinh cho tôi lấy một đứa cháu hả Chị khó ăn khó ở đâu Hay là điếc hỏng chỗ nào Thì bảo để tôi còn lo liệu Dạ Dạ chúng con không sao mẹ Không sao mà đến bây giờ Chị vẫn chưa đẻ đái gì là sao Dạ con cái con nghĩ nó là cái duyên Chắc duyên của chúng con Với nó chưa tới Nên là chúng con chưa có mẹ ạ ừ, Vớ vẩn Duyên với nợ gì Tôi không biết là chị không biết đẻ Hay là chưa muốn đẻ Tôi ra lệnh từ bây giờ đến cuối năm Nếu chị không có chữa Thì mời chị cuốn gói đi Để tôi còn lấy vợ khác cho con trai thôi Tôi bỏ bao nhiêu tiền của lấy chị về Là để sinh con đẻ cái Duy trì nói giống cho nhà tôi Chứ không phải lấy chị về Để giờ, để ngắm Ở không bao nhiêu năm Ăn tốn của nhà tôi bao nhiêu cơm gạo rồi Thì cũng nên biết điều một tí chứ Không thể chỉ biết mỗi ăn như thế được Mẹ, sao mẹ lại nói mai như thế Nam bực mình hét lên với bà Cúc Khi thấy bà nói vợ mình như vậy Bà Cúc bĩu môi thật dài Rồi chửi con trai Lại còn binh hả Sợ thì sợ nó vừa vừa thôi con à Sợ quá là không có được đâu Vợ chứ có phải mẹ đâu Nuông chiều quá có ngày nó chùm váy lên đầu cho mà xem bà cúc buông ra mấy câu khó nghe như vậy rồi bỏ luôn ra ngoài đi đâu đó bà không thèm ăn cơm nữa bà thực sự không nuốt nổi cứ nhìn thấy mai là bà lại thấy bực chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa đã thế thằng con trai của bà lại còn ra sức binh vực vợ thế mới tức chứ lần này thì bà quyết rồi cuối năm mà con dâu bà vẫn không chừa đẻ gì là bà tống cổ luôn chứ không thể để cô ta ở đây ám con trai bà được khi bà cúc đi rồi ở trong nhà lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng nam mai thấy tủi thân nhưng cô không dám khóc trước mặt chồng mai cố giấu nước mắt vào trong nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ chảy ra nỗi tủi hờn xen lẫn uất ức và lo lắng vì đâu mà cô lại nên nỗi này ông trời ơi bây giờ cô phải làm sao đấy mẹ chồng cô ra hạn từ giờ đến cuối năm yêu cầu cô phải có bầu thì cô phải biết làm sao lo lắng mai đến cạnh chồng và hỏi anh ơi phải làm sao bây giờ em đừng lo lắng quá chắc mẹ chỉ nói vậy thôi không lo sao được anh lần này em thấy có vẻ mẹ nói thật đấy nếu từ giờ đến cuối năm em không có thai mẹ bắt anh bỏ em để lấy vợ khác thì sao thì lúc đó anh sẽ nói thật cho mẹ biết như thế em sợ mẹ lo nghĩ độ bệnh mất anh ạ à. nhưng có còn cách nào khác đâu đó là sự thật anh cũng muốn nói ra cho mẹ biết không mẹ cứ day nghiến em suốt ngày anh cũng thấy đau lòng lắm em không sao mẹ nói gì em đều chịu đựng được hết chỉ lo mẹ nhất quyết bắt chúng ta có con thôi anh ạ à. ờ ừ, thôi em đừng lo lắng quá cái đó cứ để anh tính giờ ngồi xuống ăn cơm đi vâng Nam vừa nói vừa kéo tay vợ mình cùng ngồi xuống ăn cơm. Bữa công tối hôm đó chỉ có hai vợ chồng cô. Tuy cả hai đều cố nói những lời vui để động viên nhau, nhưng trong lòng lại chất chứa nỗi buồn lo về ngày mai sắp tới. Một thời gian sau, nhờ sự động viên an ủi của chồng, nên Mai không còn quá lo lắng về việc mẹ chồng bắt có bầu nữa. Cô mặc kệ cho mọi chuyện đến đâu thì đến, vì chuyện đó thực sự cô và Nam có cố cũng không được trái ngược với suy nghĩ của vợ trước mặt mai nam luôn bảo với cô là không cần lo lắng hay là suy nghĩ gì nhưng thực ra trong lòng anh lại thấy bất an vô cùng nam quá rõ tính khí của mẹ mình lần này nếu anh và mai mà không có con thật thì chắc bà không để yên đâu bà sẽ bắt anh bỏ cô và cưới người khác cho mà xem làm sao bây giờ anh thì cái đó hỏng thật rồi khả năng làm chồng còn chả có, huống chi là làm cha. Tâm trạng lo lắng buồn chán mà không biết giải tỏa cùng ai nên Nam thấy cho người mình bí bách lắm. Mấy hôm nay thỉnh thoảng anh lại sang nhà em trai chơi và nói chuyện cho khôi khỏa. Trong cuộc trò chuyện của mình Nam cứ bóng gió hỏi bác là thấy chị dâu là người như thế nào. Bác thật thà khen Mai là người xinh đẹp tốt nết và bảo Nam tốt số nên mới lấy được người vợ tốt như Mai Nam nghe bác nhận xét về vợ mình như vậy Thì nào một nụ cười khổ Đâu phải anh không biết vợ mình là người tốt Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời Chính vì cô ấy quá tuyệt vời như vậy Nên anh mới cảm thấy có lỗi nhiều hơn Anh yêu vợ Thương vợ Nhưng lại không thể làm cho cô ấy hạnh phúc Đã thế còn để cô ấy phải sống trong sự dày vò của mẹ mình cuộc đời mai vì anh nên mới khổ như vậy tất cả là tại anh anh là một người chồng vô dụng nam thấy buồn và thất vọng về bản thân mình vô cùng nhưng anh không muốn chia tay với mai anh rất yêu cô và cô cũng vậy hai người không thể sống thiếu nhau được ngồi nói chuyện với anh trai bác khen chị dâu hết lời nhưng anh lại thấy hình như vẻ mặt của anh trai mình không được vui cho lắm không biết anh ấy có chuyện gì khó nói nên bác liền hỏi Anh Nam này Anh có chuyện gì à Em thấy hình như là anh không vui Nam ngồi trầm ngâm im lặng Đôi mắt anh nhìn vào vô định Vài giây sau Anh thở dài rồi nói với bác Anh và chị Mai không hạnh phúc Không hạnh phúc ư Phải Bác chố mắt ngạc nhiên Rồi hỏi lại anh trai mình Bác không ngờ anh trai mình lại nói ra mấy câu như vậy Anh ấy và chị dâu là đôi vợ chồng son suốt ngày cuốn quýt với nhau như đôi chim non. Thế mà bây giờ anh ấy lại nói không hạnh phúc là sao? Tất cả mọi người trong cái làng vòng này ai ai cũng đều hết lời khen ngợi cuộc sống của anh Nam và chị Mai. Họ bảo rằng anh trai anh là người điềm đạm, tốt tính, luôn yêu thương vợ hết lòng. Còn chị dâu của anh thì họ bảo đẹp người, đẹp nết, chiều chồng hết mực, không cái mẹ chồng nửa câu. Người như thế thì ai tốt số mới lấy được Anh trai rõ ràng là người tốt số và may mắn rồi còn gì Sao bây giờ anh ấy lại bảo không hạnh phúc Như thế là sao Bác Tần ngần suy nghĩ về câu nói của anh trai Anh thực sự cảm thấy thắc mắc Nên hỏi lại Anh nói thật hay là nói đùa đấy Cả làng mình ai cũng bảo anh chị hạnh phúc nhất làng Giờ chỉ cần anh chị sinh một đứa con nữa Là cuộc sống quá mỹ mãn rồi sau này em chỉ cần lấy được cô vợ bọc một phần của chị Mai là em cũng thấy sướng rồi. Ờ, à, anh không chê chị Mai điểm gì. Chị ấy quá nít na thủy mị. Vấn đề là ở anh thôi. Vấn đề ở anh. Anh thì làm gì có vấn đề gì? Không rượu chè cờ bạc, gái hú cũng không luôn. Mấy cái tệ nạn của đàn ông anh đều không mắc. Thì làm gì có vấn đề gì? Là chuyện chăn gối. Anh không có khả năng đàn ông. Trời đất Một lần nữa Bác lại cảm thấy thất kinh Về những điều mà anh trai mình nói Sao, sao có thể như vậy được chứ Trông anh hoàn toàn khỏe mạnh thế kia mà Bác lập bập hỏi lại Giọng anh vẫn còn run run Nam nhếch mép cười chua chát Rồi buồn bã nói với em trai Đó hoàn toàn là sự thật Anh, anh nói thật sao Thật 6 năm nay anh chưa một lần được làm chồng còn chị dâu em cô ấy vẫn còn là con gái anh cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng anh đoán có thể là do cái lần anh trèo cau bị ngã đã ảnh hưởng đến vấn đề đó anh uống thuốc rất nhiều rồi cũng đi khám rồi bác sĩ nói anh không thể làm chuyện đó và không thể có con nam nói xong thì cúi xuống châm điếu thuốc lá và rít một hơi thật dài nhìn làn khói trắng phả ra từ mũi và miệng của mình mà ánh mắt anh đượm buồn bác ngồi đối diện với nam anh còn rất sốc về những điều mà anh trai vừa nói không biết nói gì nên anh cũng chỉ biết im lặng và nhìn anh trai ánh mắt có gì đó thương xót và đồng cảm bác không biết nói gì để động viên anh trai mình vào lúc này nam cũng im lặng anh ngồi hút hết điếu thuốc thì đứng dậy thất thẻo đi về bác đứng trong nhà hướng đôi mắt ưu tư nhìn ra ngoài cho đến khi bóng anh trai khuất hẳn. Vài ngày sau đó, bác quyết định sang chơi để động viên anh trai mình vào lúc này. Nam cũng im lặng. Anh ngồi hút hết điếu thuốc thì đứng dậy thất thẻo đi về. Bác đứng trong nhà, hướng đôi mắt ưu tư nhìn ra ngoài cho đến khi bóng anh trai anh khuất hẳn. Vài ngày sau đó, bác quyết định sang chơi để động viên anh trai mình. Khi Nam và bác đang ngồi nói chuyện thì bà Cúc về. Nhìn thấy bác là bà ta thay đổi sắc mặt ngay chưa kịp để bác chào bà cúc đã vội vàng hỏi mày sang đây làm gì lại thậm thụt vay mượn cái gì hả dạ không con chỉ sang chơi với anh nam thôi ạ à? chơi bời gì tao đã cấm rồi kia mà Kể mẹ chúng con là anh em bác nó sang chơi thì có sao đâu mà mẹ cấm không sao nhưng mà tao không thích tao không giao du với cái ngữ ấy mẹ con nó chỉ giỏi câu trai cướp chồng người khác Bác đang ngồi uống nước với Nam ở giữa nhà Thấy bà Cúc chửi mẹ mình Thì đứng phát dậy đi ra Chỉ thẳng tay vào mặt bà ta và quát Bà vừa bảo ai cô trai Ai cướp chồng người khác hả Tôi nói cho bà biết Tôn trọng bà nên tôi gọi bà là mẹ Không ngờ bà lại nói như vậy Mẹ tôi tuy không được cưới hỏi đàng hoàng như bà Nhưng bố tôi Ông ấy cũng đã công nhận Trước mặt anh em họ hàng Và bà con dân làng mẹ tôi cũng là vợ của ông ấy Và tôi là con của ông ấy Bà đừng thấy bố tôi chết rồi mà ăn nói càn quấy Hồi nhỏ tôi sợ chứ bây giờ tôi không sợ bà đâu Không sợ thì mày làm gì tao hả? Làm gì á? Tôi không thèm làm gì bà Nhưng tôi đến đây bà không cấm được Tôi và anh Nam là máu mổ Chứ không phải là người dương nước lã như tôi và bà Nhà này là nhà của bố tôi Tôi thích đến đi đến Bà sao mà cấm được Thằng mất dạy kia, con mẹ mày không dạy được mày nên mày láo có đúng không? Mày bảo đây là nhà của bố mày á? Ông ấy chết rồi. Nhà ngoài tha ma cái kìa, mày ra đấy mà nhận, giờ nhà này là của tao. Này bà, bà già rồi cũng nên ăn nói cẩn thận một chút. Bàn thờ bố tôi kia, hương hỏa ông ấy để lại vẫn còn đây mà bà dám bảo đây là nhà của bà. Á, à, à, thằng danh này, giờ mày còn dám nói chuyện hương hỏa với tao hả? Chắc con mẹ mày bảo mày sang đây Để tranh giành hương hỏa với nhà tao chứ gì Bố mày chết rồi thì còn cái gì Còn có mỗi cái bàn thờ kia thôi Mày thích thì rước về mà thờ luôn đi Cho tao rảnh nợ Để đây chỉ tốn tiền dỗ chạp của tao thôi Chứ được cái thích sự gì Bà Cúc gân cái cổ của mình lên Mặt bà ta đỏ phừng phừng vì tức Hai mắt trợn ngược Còn cái miệng thì liên tục lu loa với bác Nam thấy thế thì sợ quá anh sợ mẹ mình và bác không kìm chế được lại đánh nhau thì không hay nên vội vàng chạy ra can ngăn ngày trước mỗi lần mẹ anh chửi bới gì bác đều im lặng nhưng bây giờ nó đã lớn rồi năm nay nó đã 20 tuổi rồi nó không sợ và nhịn được sự bắt nạt của mẹ anh nên là cãi lại bà và cung thấy bác ngang nhiên nói những câu đầy thách thức với mình thì nổi đóa lên vì tức bà định sớm tới tát cho bác một cái nam vội vàng chạy ra anh nắm tay mẹ mình và kéo bà ra thôi mẹ mẹ già rồi bố con cũng chết rồi để ý làm gì mấy chuyện ngày trước nữa bác nó cũng đã lớn chúng con là anh em không bỏ nhau được anh em gì với cái loại nó ta cấm mẹ mẹ con gì từ bây giờ ta cấm mày qua lại với nó không anh em họ bạc gì với nó cả nhà này không chấp nhận đứa con của người phụ nữ đi cướp chồng người khác bà cúc tuyên bố mấy câu xanh dần rồi bỏ đi bác cũng tức giận không kém anh quên cả việc đang nói chuyện với anh trai mình môi anh mím chặt hai tay gân lên miệng thở ra hừ hừ vì tức không nói một câu bác bỏ luôn về nhà mình mặc cho nam đứng ở trong nhà gọi với theo khi bác về đến nhà thì mẹ anh là bà mùi đang quét sân không chào mẹ anh đi một mạch vào hè và ngồi phịch xuống mồm lẩm bẩm Tức không chịu nổi mà Bà mồi thấy con trai có vẻ giận dữ Thì buông chiếc chổi cọ xuống Bước đến gần bắc Bà nhẹ nhàng hỏi Con đi đâu về thế Lại có chuyện gì à Mà sao mặt hầm hầm thế kia Con vừa sang nhà anh Nam chơi Đang uống nước Thì bà ta về Bà ta nói mấy câu làm con tức không chịu được Nên là con cãi nhau với bà ta luôn Ôi giời mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi là ít sang đấy thôi nhưng con sang là để chơi với anh nam cơ mà anh ấy là anh trai con nhà đó cũng là nhà của bố chứ có phải là nhà của bà ta đâu mà bà ta đuổi con ừ đành rằng đó là đất nhà của bố con nhưng ông ấy mất rồi giờ bà ấy có quyền mà con quyền hành gì con sang chơi chứ có cướp gì của bà ta đâu mà bà ta đuổi con không cướp nhưng bà ta vẫn nghĩ là con định cướp Nên là không muốn cho sang Tại sao lại thế hả mẹ Bác thấy mẹ mình nói Có vẻ ẩn ý Nên anh quay sang hỏi lại Bà mùi ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói Trước lúc bố con chết Trước mặt mẹ và bà ấy Bố con đã dặn Là sau khi ông chết Thì mảnh đất này chia làm hai Anh em con mỗi người một nửa Bà ấy ở phần đất có căn nhà còn cho mẹ con mình nửa đằng sau Thế nhưng qua 49 ngày của bố con Thì bà ấy đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà Và chiếm toàn bộ mấy rào đất Chỉ chia cho mẹ con mình có vài thước ở cái xó này Thật hả mẹ? Ừ Sao bà ta lại tham lam thế cơ chứ? Hừ, lòng người mà con Bàn tay có ngón dài ngón ngắn Người cũng có người nọ người kia Sau khi bà ta đuổi mẹ con mình đi cũng có mấy người chú trong họ đến tham gia với bà ấy là không nên làm như vậy vì dù gì con cũng là máu mổ trong nhà nhưng bà ấy không nghe lại còn đuổi mấy người chú đó luôn nên từ đó không ai dám đến nhà bà ấy tham gia gì nữa <laughs> con nghe thấy mà thấy tức chết mất đúng là dâu giữ mất họ chó giữ mất láng giềng bà ta ăn ở như vậy nên chẳng có anh em họ mạc nào dám đến là phải để lúc nào con cho bà ta một bài học thôi mẹ nói con biết vậy thôi chứ đừng có làm càn bà ấy dù gì cũng là vai trên con mà láo là dân làng người ta cười cho rồi họ lại bảo mẹ không biết dạy con nhưng mà con tức cố nhịn đi con của cải mình làm ra mới quý con ạ à. bà mùi nhẹ nhàng vỗ vai con trai và nói với anh như vậy bà sợ bác nóng tính lại sang nhà bà cúc gây chuyện nên đã ra sức khuyên ngăn anh Ngày trước bà cũng ấm ức rất nhiều Hàng đêm cứ nằm xuống giường Là bà không ngủ được vì tức Nhưng thời gian trôi qua Nó đã giúp bà suy nghĩ tích cực hơn Bà chấp nhận buông bỏ Chỉ cần bà và con được sống khỏe mạnh Vui vẻ là bà cảm thấy mãn nguyện lắm rồi Ba tháng nữa lại trôi qua Cũng sắp hết năm rồi Vẫn chưa thấy con dâu có thai Nên bà cũng càng ngày Càng ghét mai hơn Bà cứ ra lườm vào nguyết Mai sống ở nhà bà ăn miếng cơm cũng không ngon Nhưng vì yêu chồng thương chồng Nên cô vẫn cố nhịn nhục Nhìn thấy vợ suốt ngày Bị mẹ mình mắng nhiếc chửi bới những câu cay độc Thì Nam cũng thấy khổ tâm lắm Anh thương vợ Nhưng lại không dám nói với mẹ mình sự thật Anh sợ mẹ mình Sẽ không chịu được cú sốc Khi biết anh bị vô sinh Thương mẹ, lo cho vợ Nhưng Nam lại chưa biết nên làm thế nào Cho hợp tình hợp lý làm thế nào để anh và Mai vẫn được ở cùng nhau mà mẹ anh vẫn có cháu nối dõi? Mấy hôm nay Nam phân vân suy nghĩ nhiều lắm. Anh phải tìm cách gì đó để cho vợ anh mang bầu với được và anh sẽ coi đứa bé đó là con mình. Như thế thì không ai có thể biết được là anh bị vô sinh, kể cả mẹ anh. Nhưng là ai đây? Anh biết tìm ai để bảo họ ngủ với Mai bây giờ? Giữa lúc Nam chưa nghĩ ra ai, thì trong đầu của anh chợt xuất hiện hình ảnh của bác Phải Chỉ có bác là hợp lý nhất Nếu vợ anh có con với bác Thì đứa bé đó vẫn là máu mổ nhà anh Coi như là anh nuôi con em trai mình Nam nghĩ như vậy Và anh quyết định đến gặp bác Trước khi quyết định làm việc này Anh cũng lo lắng Nếu mẹ anh và Mai biết chuyện Thì họ sẽ không tha thứ cho anh Nhưng hiện tại Anh không còn con đường nào khác Để chọn hiếu vẹn tình anh bắt buộc phải làm như vậy. còn mọi chuyện về sau anh không có thời gian để suy nghĩ. anh mặc cho cái gì đến thì đến. tại nhà của bác, giữa lúc bác đang một mình ở nhà thì nam đến. sau khi hai anh em ngồi nói chuyện một lúc, thì nam bắt đầu mở lời nói với bác rằng anh muốn nhờ bác giúp mai có được một đứa con. bác nghe anh trai mình nói xong, thì chân tay buồn rủn anh không thể ngờ anh trai mình lại đưa ra cho mình một lời đề nghị như vậy bác không hiểu anh ấy đang nghĩ gì anh ấy có biết việc làm như vậy là loạn luân là trái với luân thường đạo lý không anh trai anh đúng là tâm thần mất trí thật rồi bác nghĩ như vậy và thấy rất bực mình nên nghiêm túc nói với anh trai anh bị điên à anh bảo em làm gì không bảo lại bảo em đi ngủ với chị dâu anh muốn biến em thành kẻ có tội hả anh anh em biết hoàn cảnh của anh rồi đấy, anh không thể sinh con. Không sinh được con thì xin con nuôi, anh cứ xin một đứa bé về và coi nó như là con đẻ của mình là được. Nhưng mẹ anh sẽ không chấp nhận chuyện đó. Anh cứ nói toẹt ra với bà là mình bị vô sinh thì không muốn bà ấy cũng phải chấp nhận thôi. Không được, anh không dám làm như vậy. Mẹ anh chắc đau lòng mà đổ bệnh mất. Thế anh nghĩ là nếu em ngủ với chị Mai có con Thì bà ấy không đau lòng à Chuyện đó mà lộ ra Thì không những mẹ anh Mà cả chị Mai Chắc cũng không tha thứ cho anh đâu Rồi dân làng người ta sẽ cười chê Họ chửi vào mặt em Em còn dám vác mặt đi đâu nữa Em không cần lo Chuyện này chỉ của anh và em biết thôi Anh không nói Em không nói Thì làm gì có ai biết Anh ăn nói vớ vẩn Anh biết Em biết Trời đất cũng biết cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra thôi Còn chị Mai Anh định nói thế nào Hay anh định bảo là em cưỡng bước chị ấy Không không Em cứ giúp cho anh Khi chị Mai mang bầu Anh sẽ có cách nói để chị ấy hiểu Không được Em không thể đồng ý với anh chuyện đó Có chết em cũng không làm Em không thể tự biến mình thành kẻ đồi bại như vậy được Bác Anh cầu xin em Hãy giúp anh đi anh không thể có con nên là em giúp anh đi con em cũng giống như là con anh vẫn là máu mủ nhà mình anh im đi em đã nói không là không rồi cơ mà anh về đi từ bây giờ anh mà vẫn còn cái suy nghĩ đó thì đừng đến nhà em nữa bác tức giận đuổi anh trai mình về mặc cho nam ra sức cầu xin nhưng anh không đồng ý anh không thể làm theo cái suy nghĩ quẫn đảo đó của anh trai mình được một thời gian sau Nam thỉnh thoảng vẫn đến nhà bắc và cố nài nỉ hãy giúp anh là cho anh và chị dâu xin một đứa con nhưng bắc kiên quyết từ chối biết là không thể thuyết phục được bắc nên nam thất vọng ra về thực ra thì anh hiểu suy nghĩ của bắc và cũng lo lắng nếu chuyện bị lộ nhưng thực sự anh không còn con đường nào khác bây giờ cũng sắp hết năm rồi mẹ anh chưa thấy mai có bầu thì bà làm căng lắm hôm qua bà ấy đã sang nhà của mai và nói bóng gió rằng chỉ cần qua cái tết này nếu mai mà vẫn không sinh cho bà đứa cháu thì bà sẽ trả con gái lại cho nhà bố mai ông toàn bố của mai sau khi nghe thông gia nói như vậy thì vô cùng sợ hãi vợ ông mất lâu rồi nhà ông chỉ có mỗi mình mai là con gái bây giờ nếu mai mà bị nhà chồng đuổi về thì ông biết ăn nói thế nào với dân làng với anh em họ mạc bây giờ con gái lấy chồng như bát nước đi một đi không trở lại ở cái làng này nhà ai có con gái bỏ chồng là y như rằng bị người ta khinh như mẻ ông không muốn mình cũng bị như vậy không muốn đứa con gái của mình bị trả về đây để rồi phải ở vậy suốt đời và sống trong cô đơn sống trong sự khinh rẻ của mọi người mai biết chuyện mẹ chồng cô sang nhà và nói với bố cô như vậy thì buồn lắm Cô cũng không biết Nói bố cô như thế nào để cho ông đỡ lo Vì cô biết rằng Chắc chắn mẹ chồng sẽ không để yên cho cô Vì chuyện không sinh cho bà ấy đứa cháu Bà ấy sẽ bắt Nam bỏ cô Để cưới người khác cho mà xem Mai thở dài lo lắng Sau khi ở nhà bố mình về Nam nhìn thấy sự khổ tâm của vợ Thương cô thiệt thòi Nên anh quyết định kiếm cho cô một đứa con Để thoát khỏi sự đay nghiến của mẹ chồng Và nay mai dù có chuyện gì xảy ra Thì cô cũng có đứa con Để làm chỗ dựa Suy nghĩ như vậy Nên là vào dịp gần tiết năm đó Tranh thủ khi bà Cúc về quê ngoại ăn dỗ mấy hôm Thì anh đã lên kế hoạch Để bác đến nhà mình và ngủ với Mai Hôm đó Nam dặn Mai Là chuẩn bị một mâm cơm Để mời bác sang uống rượu Nam lấy lý do Là mẹ mình đi vắng Nên bảo bác sang ăn cùng bữa cơm uống chén rượu cho vui vì khi bà cúc ở nhà thì anh em anh bị bà cấm không có cơ hội ngồi uống rượu cùng nhau tin lời anh trai bác vô tư sang nhà nam ăn cơm uống rượu cùng anh trai chị dâu trong bữa cơm tối hôm đó nam đã lén bỏ vào trong đồi canh một ít thuốc mê và thuốc kích thích rồi múc cho bác và vợ mình cùng uống do mai không uống rượu nên hôm đó mai ngồi ăn cơm và uống tận ba bát canh liền. Khi thuốc đã ngấm, cô thấy trong người mình nóng gian, đầu óc quay cuồng, hai mắt hoa lên đứng dậy không vững. Nam biết là thuốc đã phát huy tác dụng, nên dìu vợ mình vào phòng ngủ trước. Khoảng 10 phút sau, bác cũng bắt đầu say rượu và ngấm thuốc. Anh không còn tỉnh táo nữa nên bảo anh trai là đưa mình về. Nam gật đầu đồng ý, nhưng anh không dìu bác về nhà mà dìu vào trong buồng của mình bắc do vừa say rượu vừa ngấm thuốc mê nên không biết là anh trai đưa mình đi đâu mà cứ nghĩ là anh ấy đưa mình về nhà thật sau khi nam đưa bắc vào giường và để nằm cạnh mai thì nam quay ra và đóng cửa lại ở trong buồng của vợ chồng nam bắc và mai nằm cạnh nhau nửa tỉnh nửa mơ trong cơn khát tình vì ngấm thuốc họ đã quấn lấy nhau và không biết rằng mình đang làm một chuyện không hề như mình mong muốn trong lúc Bắc và chị dâu Đang tận hưởng những khoái cảm xác thịt Ở trong buồng Thì ở ngoài hè Nam tắt hết đèn Anh ngồi bất động như một cái xác không hồn Anh biết việc mình đang làm là sai trái Là có tội với vợ và em trai Nhưng quả thực Anh không còn sự lựa chọn nào khác Việc làm của anh không những đã làm nhục em trai và vợ của mình Mà nó còn gây ra nhiều hậu quả đau lòng sau đó và một trong những người phải gánh chịu hậu quả đó cũng chính là anh sau khi bắc và mai ân ái với nhau xong họ mệt nhoài chìm vào giấc ngủ bắc say rượu và ngấm thuốc nên chẳng biết gì anh hành động theo dục vọng bản năng của đàn ông còn mai trong cơn mê man khát tình cô có nghĩ người đang làm chuyện đó với mình là nam cô đê mê sung sướng tận hưởng những khoái cảm mà em trai chồng mang lại cái cảm giác đó lần đầu tiên cô được nếm trải sau hơn 6 năm lấy chồng. Nó cứ lâng lâng và dễ chịu vô cùng. Bắc ngủ thiếp đi, đến khoảng 3 giờ sáng thì anh tỉnh giấc. Anh thấy khát nước, cái cổ họng của anh khô khốc, còn bụng thì bỏng rát. Trong bóng tối, Bắc ngồi dậy, định đi lấy nước uống. Chợt anh thấy trên người mình có cái gì đó hơi khác, hình như là anh không mặc quần áo. Cúi xuống nhìn thì giật mình khi thấy cơ thể mình đang ở trần thật lấy tay dụi dụi mắt và xem mình tỉnh hay mê thì bác thấy có ai đó đang nằm cạnh cúi mặt xuống nhìn thì ôi rồi ôi bác không thể tin vào mắt mình nữa trên giường là chị dâu của anh chị mai đang nằm ngủ và trên người cũng không có một mảnh vải che thân bác đứng đờ người vài giây anh dùng tay bóp bóp lên đầu mình cho hoàn toàn tỉnh táo và nhớ ra mọi chuyện lúc tối trước khi sang đây là anh trai của anh phải chuyện này chính là do anh trai của anh bày ra bác nhẹ nhàng cầm lấy bộ quần áo của mình và mặc vào người rồi đi ra khỏi phòng ngủ của chị dâu rất may là lúc đó vẫn đang ngủ say nên cô không biết gì ra đến ngoài sân bác thấy anh trai mình vẫn ngồi bất động ở ngoài hè bước đến gần anh trai bác gần giọng hỏi Giọng anh tuy nhỏ nhưng cũng đủ nghe và đủ tức giận. Anh đã bày ra cái trò bẩn thỉu đó đúng không? Anh... anh xin lỗi. tôi khinh anh, tôi hận anh, anh là thằng hèn. Chính anh đã làm nhục tôi và vợ mình. Bác vẫn nộ nói với anh trai mấy câu như vậy. Rồi anh nhanh chóng chạy về nhà mình. Giữa đêm khuya, anh cũng không muốn nói to, sợ làm chị dâu tỉnh giấc. Và hàng xóm biết chuyện thì lộ hết sau khi bác đã đi về nam cũng đứng dậy và đi vào buồng trong ánh sáng lờ mờ anh nhìn thấy vợ mình đang ngủ cơ thể vẫn ở trần bước đến cạnh giường anh nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của vợ mai đang ngủ rất ngon hình như cô ấy đang rất thoải mái đi phải nam nghĩ như vậy và chợt thấy tim mình đau nhói anh lấy chăn đắp lên cho vợ và nằm xuống bên cạnh suốt từ đó cho đến sáng anh không tài nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại là anh lại nghĩ đến cảnh bác và vợ mình vừa ân ái xong. Nó thực sự làm cho anh thấy khó chịu. Nam nằm cạnh vợ đến khoảng 5 giờ 30 sáng thì anh đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó Mai cũng tỉnh giấc, mở mắt ra, cô giật mình khi thấy mình không mặc quần áo, nhìn xuống chiếc chăn mỏng trải giường, cô còn thấy có chút máu. Cô ngồi bất động cố vắt óc nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô không thể nhớ được chuyện gì ngoài việc đang ngồi ăn cơm với chồng và em trai thì thấy chóng mặt và nam đã dìu cô vào giường nhưng tại sao cô lại không mặc quần áo và lại còn xảy ra chuyện đó không lẽ chồng cô tối qua chồng cô đã mai nghĩ như vậy và tủm tỉm cười cảm giác vừa sung sướng vừa xấu hổ làm cho hai má cô đỏ ửng lên. Vội vàng mặc quần áo vào, Mai chạy ra sân và ôm lấy chồng. Nam quay lại hôn nhẹ lên chán vợ. Sau đó, để tránh bị vợ nghi ngờ, thì Nam nói dối là tối hôm qua anh và cô đã làm chuyện vợ chồng với nhau. Mai mặc dù rất vui, nhưng cô cũng tỏ ra thắc mắc nên là nũng nịu hỏi chồng. Tại sao tự nhiên tối qua anh lại làm được nhỉ? Hay là anh đã khỏi bệnh? Giờ anh thấy cho người thế nào Có khỏe không Mai vừa hỏi Vừa lấy tay sờ sờ khắp người chồng Để xem anh có khỏe không Nam dùng tay mình Giữ chặt tay vợ Rồi mỉm cười và nhẹ nhàng nói Anh vẫn như trước Anh cũng chả hiểu tại sao tối hôm qua Mình lại làm được chuyện đó Hay tại tối qua anh uống nhiều rượu Nên là kích thích Thế thì từ nay anh cứ uống rượu đi nhé Mai nháy mắt đưa tình với chồng mặt cô lại đỏ ửng lên vì xấu hổ những ngày sau đó mai thấy tình trạng của chồng mình vẫn y như cũ thì cô cũng thấy có chút thất vọng nhưng cô cũng không dám nói gì vì sợ chồng buồn cô cũng không mảy may nghi ngờ là tại sao hôm đó chồng mình lại có thể làm được chuyện ân ái với mình hai tháng sau chẳng biết là do trùng hợp ngẫu nhiên hay do ông trời sắp đặt mà mai lại có thai thật ngày biết tin mình mang thai mai nhảy cẫng lên vì sung sướng lúc báo tin vui cho chồng mai thấy nam chỉ nở một nụ cười nhẹ đôi mắt anh có gì đó trầm tư khó hiểu mai nghĩ có thể do chồng mình hạnh phúc quá vì có con nên không nói nên lời còn bà cúc phải nói là bà ta vui như là bắt được vàng bà đi khoe khắp xóm là con dâu bà đã có thai và bà sắp có cháu nội từ hôm đó trở đi bà không còn đối xử tệ bạc với mai nữa về phần bắc sau hôm ở nhà anh trai về thì anh tuyệt nhiên tránh mặt anh trai và chị dâu anh rất sợ chạm mặt họ nhất là gặp mai anh cảm giác như mình là một tên tội đồ vậy hằng ngày anh đi làm từ sáng tinh mơ và đến tối mịt không còn nhìn thấy mặt người thì anh mới về nhà anh cố tình làm như vậy vì sợ nếu mình về sớm đi qua cổng nhà anh trai Nhớ đâu gặp chị dâu thì anh xấu hổ Không có lỗ mà chui xuống Mặc dù biết là việc mình ngủ với chị dâu Là do anh trai cố tình bỏ thuốc Nhưng bác vẫn thấy xấu hổ Anh thấy mình giống như một thằng ăn cắp Lúc nào cũng sợ có người phát hiện ra Anh không dám hình dung ra cảnh tượng Mình sẽ như thế nào nếu bị phát hiện Mọi người sẽ chê cười anh Họ sẽ chửi vào mặt anh Là thằng đàn ông không biết phải trái Đi tăng tiểu với cả chị dâu mình lúc đó thì không những là anh mà cả chị dâu anh cũng mang tiếng ô nhục suốt đời nên anh tự nhủ chuyện này sẽ sống để bụng chết mang theo và chắc chắn sẽ không ai có thể biết chuyện đó ngoài mình và anh trai lúc nghe mẹ mình nói là chị dâu đã mang thai thì bác cũng giật mình cảm giác trong anh thật khó tả anh sắp có con nhưng là có con với chị dâu điều đó làm anh thấy nhục nhã anh đứng đờ người nghe mẹ mình nói là mừng cho anh nam và chị mai sau bao nhiêu năm giờ họ đã có con chị mai bây giờ cũng mất khổ hơn vì mẹ chồng không bạc đãi nữa bác gật đầu hưởng ứng câu nói của mẹ mình nhưng đôi mắt của anh thì vẫn nhìn vào không gian vô định tại nhà của nam từ ngày quyết định làm việc ngu dốt là để vợ mình và em trai ngủ với nhau thì anh như biến mình thành một con người khác mặc dù chính anh đã nghĩ ra cái trò đó và bây giờ vợ anh đã mang thai không còn phải lo lắng sợ mẹ mình đuổi vợ nữa lẽ ra nam phải vui mới phải nhưng đằng này anh cứ đăm chiêu suốt ngày anh ít nói cười hơn hay có gắt mi mai hơn và đặc biệt là anh bắt đầu uống rượu cái thứ mà trước kia chẳng mấy khi anh động tới thì nay anh lại thấy nó làm thú vui anh còn thường xuyên say về nó Thấy con trai tự nhiên thay tính đổ nết Thì bà Cúc tỏ ra khó chịu Bà lại đổ tội cho Mai Là đã làm gì đó Để chồng không vui thì anh mới uống rượu Tội cho Mai Bụng mang dạ chửa Niềm vui sắp có con vừa mới đến Thì giờ đây cô phải đối mặt Với sự thờ ơ của chồng Và sự chửi mắng từ mẹ chồng Mai không hiểu lý do tại sao Mà chồng mình lại thành ra như vậy Nhưng khi anh tỉnh táo thì cô có hỏi, nhưng nam đều im lặng không nói. Cô khuyên anh đừng uống rượu vì có hại cho sức khỏe, nhưng mà anh vẫn cứ uống. Anh muốn uống rượu vì nó làm cho tâm hồn của anh thấy lâng lâng và không còn nhớ gì về mọi chuyện xảy ra nữa. Hằng ngày cứ hễ nhìn thấy Mai với cái bụng bầu ngày càng to lên là anh lại thấy khó chịu. Rồi mỗi khi đêm về, bước vào căn buồng của mình, đặt lưng lên chiếc giường là anh lại tưởng tượng ra cảnh Mai và Bắc đang ân ái Những tiếng rên la ú ớ vì sung sướng của vợ anh lúc nào cũng cứ vang vẳng bên tai Nó làm cho anh thấy ghét Mai, ghét căn buồng này và cả chiếc giường này nữa Sau 3 tháng từ ngày Mai có bầu thì Nam đã ra ngủ riêng Anh kiếm cứ rằng do anh khó ngủ, sợ nằm đêm trằn trọc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ con Mai Mai ngây thơ, cô hoàn toàn tin tưởng chồng Cô không mảy may nghi ngờ rằng Việc làm của anh là vì Anh thấy chán ghét cô Có đôi khi tỉnh táo Nam biết mình đã lạnh nhạt với vợ Trong lúc cô đang mang thai Thì cũng thấy ân hận lắm Anh thấy mình thật vô lý Vì anh chính là người đã làm cho mọi chuyện như vậy Mà giờ đây Anh lại trách mắng Và lạnh nhạt với Mai Nam tự nguyền rủa mình Là thằng chồng tồi tệ Hèn nhát anh đã không dám nói cho mẹ mình biết sự thật mình bị vô sinh bây giờ còn tự mình làm ra cái chuyện tày đình này thì tại sao anh lại hờn trách mai cơ chứ cô ấy có tội gì đâu cô ấy đã hết lòng yêu anh và hy sinh cho anh bị mẹ chồng đối xử quá đáng nhưng cô vẫn lo nghĩ cho bà ngần đấy năm đi lấy chồng nhưng cô chưa từng tận hưởng giây phút hạnh phúc với anh thế nhưng cô ấy có kê qua cô nào đâu vẫn một lòng một giả với chồng Và giữ thể diện cho anh Vậy mà anh vẫn để cô phải buồn khổ Vì sự thở ơ của mình Nam không biết tại sao Mình lại ích kỷ tiểu nhân như vậy Đó phải chăng là phần xấu xa Tồi tệ trong con người anh Tự mình gây ra Nhưng lại không dám tự mình chịu trách nhiệm Rồi cái ngày mai sinh nở cũng đến Sau mấy tiếng đau đẻ Chậm xá Thì cô đã sinh được một bé trai kháu khỉnh Mẹ tròn con vuông sau một ngày là cô được về nhà bà cúc vui mừng phấn khởi bà thịt ngay con gà để thắp hương kính báo với tổ tiên là mình đã có cháu đích tôn nối dõi tông đường mai cũng vui mừng không kém cô hy vọng đứa con chào đời sẽ làm cho mai vui lên và anh không còn lạnh nhạt với cô nữa thế nhưng ở đời tất cả mọi việc xảy đến với chúng ta không phải cứ điểm bắt đầu là tin vui thì sẽ đem đến một kết quả vui và việc Mai sinh con trai chính là điều như vậy Mai sinh con trai là việc vui mừng của cô và mẹ chồng Bà con lối xóm ai cũng mừng cho cô Cuối cùng sau 7 năm lấy chồng thì cô đã có con Họ bảo phụ nữ đi lấy chồng mà không có con thì khổ lắm Bị coi khinh suốt đời Rồi về già còn chẳng có chỗ mà nương tựa Bây giờ cô đã có con trai Cũng coi như là có niềm vui an ủi Và có tiếng nói ở nhà chồng những tưởng việc mai sinh con trai sẽ làm cho nam vui nhưng không anh lại càng thấy buồn hơn mỗi lần nhìn thấy cu cò là anh vô cùng khó chịu vì cu cò giống bắc như đúc nó làm cho anh bị ám ảnh đã chán đời giờ lại càng chán đời hơn nam uống rượu nhiều hơn và say nhiều hơn anh say không còn biết trời đất gì nữa bỏ bê vợ con bỏ bê công việc giúp bà cúc đi thu tiền lãi không những thế Những lúc say Anh về nhà mà bị bà Cúc nói Thì anh ngang nhiên cãi lại Có hôm say quá Anh còn tiểu cả ra quần rồi nôn mửa khắp nhà Bà Cúc điên tiết quá Lôi anh ra chửi cho một trận Trong lúc say Nam chẳng còn thấy sợ mẹ nữa Anh ngang nhiên mà cãi lại bà 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 có biết vì sao Mà tôi thành ra như thế này không Vì bà là vì bà đấy Bà Cúc chố mắt há hốc mồm lên nghe con trai nói Bà không thể tin nổi vào tai mình nữa Thằng con trai ngoan Gọi dạ bảo vâng của bà hôm nay Lại dám gân cổ lên cãi bà Nó lại còn dám bảo là vì bà Nên mới thành ra như vậy Thật đúng là thằng con mất dạy Bà Cúc tức điên người Hai tay chống vào hông Cái cổ của bà gân lên chửi thật to Tiên sư cái thằng mất dạy này Tao làm gì mày mà mày bảo tại tao Tao bắt mày uống rượu hả Hay tao đem rượu đổ vào miệng mày để cho mày nát thế này hả? Bà không đổ rượu vào mồm tôi, nhưng bà ăn ở độc ác. Suốt ngày bà bắt tôi phải làm theo ý của bà. Bà bắt tôi sinh con. Giờ thì tôi có con rồi đấy. Cháu nội của bà đấy. Bà ra mà bế nó đi. Nam đứng siêu vẹo trực ngã. Mồm anh cứ làm nhảm liên tục. Còn tay thì chỉ về phía trong buồng nơi mẹ con Mai đang ở trong đó. Bà cung dù tức lắm, nhưng biết là Nam say rượu nên không cố hơn thua với anh nữa Bà bỏ đi ra ngoài Mặc kệ cho Nam bước với theo bà Rồi ngã lăn quay ra đất Suốt từ đó về sau Nam cứ liên tục say như vậy Mỗi lần uống say về Là anh lại cãi nhau với mẹ mình Bà cũng đã làm hết cách Nhưng con trai mình vẫn không thể bỏ Cái tật uống rượu Bà ngồi suy đi tính lại Sau khi sâu chuỗi sự việc Thì bà thấy rằng từ ngày mai có bầu rồi sinh con thì nam mới đổ đốn ra như thế không biết liệu có phải nhà bà động mồ động mả gì không mà con trai bà lại đổ đốn ra như vậy hay là đứa con của nam sinh ra không hợp với bố nên mới như vậy có khi bà phải đi xem bói mới được xem có thể nào để còn cúng bái kê đệm chứ không thể để cho con cái lộn ẩu chi đồ thế này được không hiểu tại sao con trai lại đổ đốn như vậy Bà Cúc quyết định đi xem bói Sau khi nghe thầy bói phán Thì bà Cúc mới ngỡ người ra Thì ra người xung khác với con trai bà Không phải là cô cò Cháu nội của bà Mà là Mai Con dâu của bà Chính vì Mai và Nam xung khác với nhau Nên hai người cưới nhau từng đó năm Bây giờ mới có con Rồi bây giờ Thì làm cho Nam xa ngã vào rượu trẻ bé bét Lúc ở nhà thầy bói Nghe phán như vậy thì bà Cúc đã thấy tức muốn lộn máu rồi Đúng là thứ con dâu vô tích sự Không được cái nước non tang dạng gì cả Biết thế này Ngày xưa bà không cho con trai mình lấy cô ta Đúng là nhà bà vô phúc Mới vớ được đứa con dâu như Mai Nó mà xưa có con á Bà cho con trai bà bỏ quách đi cho rồi Nghĩ như vậy Nên suốt trên quãng đường Từ nhà bà thầy bói về nhà mình Bà Cúc cứ hậm hực mãi không thôi Vừa đi Mồm bà vừa lầm bẩm hết chửi Mai Thì lại than trách ông trời Về đến nhà Nhìn thấy Mai là bà hắng giọng chửi cô luôn Cô... Cô đúng là cái loại đàn bà sát chồng mà Hết hại con trai tôi muộn con Thì giờ Lại hại nó rơi vào rượu trẻ bé bét Nhà này đúng là vô phúc Khi có được đứa con dâu như cô mà Mẹ Con có làm gì đâu mà mẹ lại nói như vậy Lúc chúng con chưa có con Mẹ cũng chửi Giờ con sinh cháu cho mẹ rồi Mẹ cũng chửi là sao Sao mới răng gì Mày nhìn thằng chồng mày đi Xem nó có giống với thằng người không Vì mày nên nó mới thành ra thân tàn ma dại như thế đấy Các cụ nói cấm cô sai Tốt mái thì hại chống Mày béo tốt như con trâu mộng thế kia Còn chồng mày thì gầy gò ốm yếu Cứ thế này Thì con tao chết hiểu vì mày thôi Bà Cúc liên tiếp Buông ra những lời chửi bới cay độc đối mai Không dám cãi lại mẹ chồng Mai chỉ biết ôm con ngồi khóc Ngày xưa Khi cô chưa sinh con Mỗi lần bị mẹ chồng chửi Thì có chồng đứng ra binh vực Hoặc an ủi Nên cô cảm thấy đỡ khổ tâm hơn Còn bây giờ Anh đâu còn nghĩ gì đến cô nữa đâu Suốt ngày chìm đắm trong men say Anh đã quên đi tất cả Quên những lời hứa với cô Quên tình cảm của cô dành cho anh Và quên luôn Là mình đã có một đứa con trai ở trên đời mai đau khổ cuộc sống của cô chan đầy nước mắt những lời mẹ chồng chửi dù có cái đọc đến đâu cũng không làm cô đau bằng cảnh phải chứng kiến cảnh chồng mình thở ơ lạnh nhạt với mình phụ nữ lấy chồng là mong được nhờ chồng sinh con là mong sau này sẽ được nhờ con mai cũng vậy bước chân về nhà chồng cô đặt tình yêu và niềm tin duy nhất vào nam người thương yêu với mình nhất trong cái gia đình toàn người xa lạ đó cô hy vọng anh là chỗ dựa vững chãi là người luôn chia ngọt xẻ bùi với mình trong suốt quãng thời gian xuất giá thế nhưng giờ đây người cô yêu nhất tin nhất đó lại quay lưng với cô thực sự mai thấy chua xót vô cùng lòng người dễ đổi thay mới đây thôi nam vẫn còn là người chồng rất vực yêu thương che chở cho vợ vậy mà hôm nay anh như biến thành một con người khác xa lạ mai thấy mình là một người xa lạ ngay trong căn phòng của mình và chồng và xa lạ luôn cả với nam chồng nhờ người ta lạnh nhạt với vợ vì anh ta chán vợ hết yêu vợ hoặc có khi bên ngoài anh ta có người đàn bà khác nhưng nam thì không anh lạnh nhạt với mai không phải vì anh hết yêu mai hay anh có người con gái nào khác Vậy anh hờ hững với cô là lý do gì? Mai không biết, Nam cũng không nói. Và điều đó thực sự làm cho Mai thấy đau khổ. Đau khổ đến tột cùng. Mỗi ngày nhìn anh trở về nhà trong bộ dạng thất thểu của kẻ say. Thân hình anh gầy gò ấm yếu vì ăn uống thất thường. Uống nhiều hơn ăn. Mỗi lần nhìn thấy Nam như vậy, Mai chua xót trong lòng. Anh đang hành cô hay là đang hành chính bản thân mình? Mai không biết Nhìn bước chân anh siêu vẹo Đầu tóc bồ xồ Mặt mũi hốc hác xanh xao Anh đã tự biến mình thành một con ma men Trông cái sức lực của anh thế kia Thì chẳng mấy nữa đâu Anh sẽ đổ bệnh vì con ma men Nó rút cạn sức lực trong người Cuối cùng Thì điều Mai lo sợ cũng đến Nam đã đổ bệnh Không biết anh bị bệnh gì Nhưng anh ho nhiều lắm Còn ho cả ra máu nữa Ban đầu số lần ho ra máu của anh còn ít Nhưng càng về sau Thì anh ho ra máu càng nhiều Anh nằm trên giường Làn da xanh sao Mặt mũi hốc hác Thân hình vốn nó nhỏ bé thư sinh của anh bây giờ Chỉ còn da bọc lấy xương Anh có bệnh Nhưng nhất quyết không chịu đi khám Bà cung lo lắng để cắt thuốc nam về cho anh uống Nhưng cũng bữa thất bữa thường Anh không muốn uống thuốc Mỗi lần nhìn chồng nằm trên giường chống chọi với cơn ho dài như muốn lôi ruột lôi gan bên trong ra, mở mai như đứt từng khúc ruột, Tim cô đau thắt lại. Tại sao anh lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Anh Nam ơi, em có lỗi gì với anh sao? Tại sao bấy lâu nay anh lại đối xử với em như vậy và tự làm khổ mình như thế này đây? Mai chua xót cất tiếng hỏi chồng khi cô đang ngồi cạnh anh. Anh xin lỗi, em không làm gì sai mà lỗi là ở anh tiếng của nam trả lời mai nghe yếu ớt đầy thương tâm anh có lỗi gì tại sao anh nói mình có lỗi hãy nói cho em nghe em xin anh xin anh đừng hành hạ mình và hành hạ em như vậy nữa mai này anh muốn gặp bắc em có thể sang nhà mẹ hai bảo bắc sang đây gặp anh một lần được không nam cầm lấy tay vợ rồi bảo cô đi sang gọi bắc mai gật đầu Cô lau những giọt nước mắt trên mặt Rồi đứng dậy bước đi Ở trên giường Lúc này Nam nhẹ nhàng chở mình Anh đưa đôi mắt đỏ đẫn yếu ớt của mình nhìn theo Mai Trần cơn ho của anh lại đến Anh gồng mình chống chọi với nó Anh biết sức lực của mình đã cạn Anh không muốn kéo dài thêm cuộc sống đau khổ này nữa Anh có lỗi với em trai Có lỗi với vợ mình Chính anh đã đem đau khổ đến cho họ Và tự đẩy mình đến gần với cái chết giờ đây nằm thoi thóp trên giường anh mới thấy ân hận về những việc mình đã làm giá như ngày đó anh can đảm đối diện và nói với mẹ mình sự thật thì bây giờ đâu đến nỗi anh em lìa nhau bản thân anh cũng không sa đọa thế này anh đầy đọa mình đầy đọa luôn cả vợ mình và đứa con thơ vô tội bây giờ dù có ân hận thì cũng đã muộn nhưng trước khi chết anh muốn nói lời xin lỗi với bác anh đã sai rồi nên cầu mong em trai cho mình một lời tha thứ mai sang nhà bà mồi nhưng không thấy có bác ở nhà sau khi nhờ bà mồi nhắn lại với bác là nam bị ốm nặng và muốn gặp thì cô ra về từ lúc nghe chồng mình nói muốn gặp em trai thì mai mới nghĩ lại và cảm thấy có điều gì đó hơi lạ đó là từ sau cái lần mà bác đến nhà mình uống rượu thì tuyệt nhiên không thấy anh sang nữa cô cũng rất ít khi nhìn thấy bắc việc chồng cô và em trai gặp nhau thì càng không thấy liệu có phải giữa họ đã xảy ra chuyện gì xích mích nên mới như vậy nhưng nếu đúng là anh em nhà nam có xích mích thì liên quan gì đến cô chứ sao chồng cô giận em trai mà lại giận lây sang cả cô mai tự nghi hoặc rồi lại tự mình lắc đầu phủ nhận có lẽ là không phải như vậy chắc là do cô nghĩ quá nên là tự tưởng tượng ra chuyện này mà thôi chiều tối hôm đó sau khi bác đi làm về nhận được lời nhắn từ mẹ anh phân vân không biết anh trai muốn gặp mình có chuyện gì giữa anh và anh ấy thì có chuyện gì để nói đâu kể từ cái đêm hôm đó đến nay bác vẫn rất hận anh trai mình nên không thèm gặp mặt lần nào bây giờ chị dâu nói anh ấy ốm nặng liệu có phải không hay là lại lừa mình Băng cứ ngồi bần thần suy nghĩ Bà mùi thấy con trai ăn cơm xong Mà chưa sang nhà anh trai thì liền hỏi Thế con không sang xem thằng Nam nó bảo gì à Không Con không muốn sang bên đấy Sang đi con Sang xem anh ấy bảo gì Mẹ thấy anh ấy ốm nặng lắm Hôm nay nghe cái mai bảo Chồng nó ốm thì mẹ cũng sang thăm Thấy Nam nó gầy và yếu lắm Thật hả mẹ Thật Vậy để con sang xem anh thế nào Bác nghe mẹ mình nói là anh trai ốm thật Thì vội vàng chạy đi luôn Anh quên luôn cả việc là sang đó Sẽ phải gặp chị dâu Anh thấy xấu hổ khi phải gặp chị ấy Lúc bác sang nhà Nam Thì bà Cúc đã đi ngủ Mai đang cho con ngủ ở trong buồng Anh đến gần và gọi anh trai Anh Nam ơi Anh ốm à Nam từ từ mở mắt sau tiếng gọi của em trai Bác sang đi à Em ngồi xuống đi Bác ngồi xuống cạnh Nam, anh hỏi thăm anh trai vài câu về tình hình sức khỏe. Nam nói với bác về bệnh tật của mình rồi dặn bác: "Bác này, anh xin lỗi em về chuyện đã xảy ra, nhưng chuyện đã qua rồi. Anh mong em đừng trách anh nữa. Chuyện đó anh sống để bụng, chết mang theo, và em cũng nên làm vậy. Sau này dù anh có xảy ra chuyện gì, dù anh có ra đi trước em thì anh mong em cũng đừng vì hận anh." Mở chút dẫn lên những người thân còn lại của anh Họ là những người vô tội Em hãy xem cu cò như là con trai của mình Sẩy cha còn chú Sẩy mẹ bú gì Chú cũng như cha Em hãy xem thằng cò như chính con ruột của mình Mở trông nom dạy bảo nó giúp anh Nhà chỉ có hai anh em Có khi anh đi trước Em ở lại thay anh lo toan mọi việc Anh Nam Bác lặng người Trước những câu nói giống như lời trăng chối của anh trai mình vì đâu mà anh em anh lại thành ra nông nỗi như thế này là do ông trời cố ý sắp đặt hay là vì cái phong tục lạc hậu cổ hủ ở một miền quê nghèo phụ nữ đi lấy chồng thì bắt buộc phải sinh con cho nhà chồng không làm được điều đó thì họ sẽ bị xem thường và khinh miệt chính vì vậy mà anh trai anh mới bắt đắc dĩ phải làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy bác cầm lấy tay anh trai mình rồi ngậm ngùi nói anh cố gắng ăn uống cho mau khỏe thằng cò còn nhỏ nó cần sự chăm sóc của anh nam gật đầu đồng ý với em trai hai anh em nam nói chuyện thêm một lúc nữa thì bác đứng dậy đi về ra khỏi nhà anh trai mà lòng bác thấy nao nao khó tả những câu nói của anh trai đã đầy ẩn ý anh ấy bảo anh hãy xem thằng cò như là con mình nó thực chất là con anh nhưng anh đâu dám nhận từ ngày chị dâu anh sinh nó ra anh chưa một lần được nhìn mặt nó anh nghe mẹ mình nói nó có nét hao hao giống mình thì nở một nụ cười chua chát nó là đứa con được sinh ra trong tội lỗi nó vô tội nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại thấy ghét nó anh coi như không có nói trên đời nó không phải là con của anh mà là con của anh trai anh khoảng ba tháng sau thì nam chết bà cúc kêu khóc ầm ĩ bên chiếc quan tài của con trai hết gọi con bà lại than trời rồi nguyền rủa mai là kẻ sát chồng mai đau đớn tuyệt vọng cô ngồi bất động thân xác cô ở đây cô vẫn tồn tại trên cõi đời này nhưng tâm hồn đã cùng gió mây theo chồng về nơi chín suối đứa con nhỏ một tuổi của cô chẳng biết vì phải vía hay là vì đồng cảm với mai mà nó cũng cứ khóc thét lên làm cho ai nhìn thấy cũng đều cám cảnh hàng xóm biết hoàn cảnh của mai nên thương cô vô cùng Họ bảo không biết liệu Nam chết rồi Thì cô có sống được ở cái nhà đó Với bà mẹ chồng cay nghiệt đó không Hồng Nhan bạc mệnh Từ một cô gái xinh đẹp Giờ đây ai trở thành quá phụ Khi chưa đầy 30 tuổi Trông cô tiểu tụy và già nu đi rất nhiều Hôm Nam chết Thì mẹ con bác cũng sang Họ đau lòng tiễn Nam về nơi an nghỉ cuối cùng Bác nhìn thấy chị dâu Ngồi chết lặng bên linh cữu của anh trai mình Thì lòng cũng không khỏi xót xa thương cho thân phận của chị. Rồi đây, cuộc đời của chị ấy sẽ ra sao? Còn thằng cò nữa, liệu nó có được sống yên ổn trong căn nhà này không? Sau khi Nam chết, ngôi nhà của bà Cúc giống như ngôi nhà ba vậy, hoang tàn, u ám, vườn tược cây cối không ai cắt tỉa chăm bón, cỏ mọc um tùm. Mai bận nhận làm hai xào ruộng và chăm con nên cô bận tối ngày. Về đến nhà thì cô cũng ra ngẩn vào ngơ, còn bà Cúc suốt ngày Bà ta cũng cúng bái hết đền nọ đến chùa kia Vốn đã ghét mai từ trước Giờ lại nghe thầy bói phán Là vì con dâu Nên con trai bà mới chết Thì ngày nào bà cũng chửi mai Bà ta nói vì cu cò còn nhỏ Nó cần có mẹ Chứ nếu không bà tống cổ cô Ra khỏi nhà từ lâu rồi Mỗi lần nghe mẹ chồng chửi Mai cũng chỉ biết im lặng và khóc Có nhiều đêm nằm ôm con mà nước mắt của cô cứ chảy dài ướt hết cả gối cuộc đời cô sao lại cơ cực như vậy chứ đã có lúc cô định ôm con bỏ đi nhưng cô không biết đi đâu nhỡ ra khỏi nhà mà gặp phải chuyện gì không hay thì cô biết phải làm sao con cô biết phải làm sao mai cứ sống ở nhà mẹ chồng như vậy dù bà ta không quý trọng cô nhưng cô cũng đã sinh được đứa con trai nối dõi cho nhà bà nên bà ta không thể đuổi cô đi được cô nghĩ mình sẽ sống âm thầm như vậy để nuôi con sau này nếu mẹ chồng cô chết đi thì con cô cũng đã khôn lớn rồi nó sẽ là trụ cột ở cái nhà này và là chỗ dựa cho cô cuộc đời cô xem ra như thế cũng còn là chút may mắn trước khi chồng chết vẫn để lại cho cô một đứa con trai nó là niềm động viên an ủi cho cô sớm vượt qua chuỗi ngày cơ cực nhưng cuộc đời không phải cái điều gì ta mong muốn là đều có thể đạt được. Sau ngày chồng Mai chết khoảng một năm, thì bà hàng xóm nhà chồng cô cũng có đứa con gái bị muộn con. Bà ta sang làng bên cắt thuốc nam, qua trò chuyện với ông thầy lang thì bà ta biết ngày xưa Nam cũng sang đây cắt thuốc Sau khi nghe bà ta kể Là vợ Nam sinh được đứa con trai Thì ông thầy lang này ngạc nhiên lắm Ông ta bảo là ngày đó Sau khi khám cho Nam thì có kê đơn cho anh vài thang thuốc Nhưng sau khi thấy anh bảo uống thuốc không cải thiện gì Thì ông khuyên anh là thôi không uống nữa Vì thực sự bệnh tình của anh là không có khả năng chữa được Thế mà bây giờ nghe bà hàng xóm nhà anh bảo Anh có con trai Thì ông ta thắc mắc lắm Liệu đó có phải là kỳ tích Hay là điều gì uẩn khúc bên trong Tuy ông thầy lang đó không nói trắng phớ ra Là đứa con của Nam Có thể là do vợ anh đi đánh quặng nhưng qua cách nói của ông ta Thì bà hàng xóm nhà Mai hiểu rằng Đứa con mà cô sinh ra Có khi không phải là con của Nam Vậy là bà ta về nói ngay chuyện này Cho mẹ chồng của Mai biết Sau khi bà Cúc nghe tin Con trai mình bị vô sinh Thì bà như là chết đứng Con trai bà bị vô sinh Thế mà con dâu bà lại chữa đẻ được Chắc chắn là con dâu bà Đã đi đánh quạng ở đâu rồi Cô ta ngủ với thằng khác và về bảo đó là con của Nam. Có khi chính vì như vậy mà Nam mới sinh ra chán đời. Anh lao đầu vào uống rượu và bị bệnh mà chết. Từ bên nhà bà hàng xóm, bà Cúc mặt phừng phừng chạy về nhà. Nhìn thấy Mai ở sân là bà ta chạy đến túm lấy tóc cô giật mạnh, làm cô ngã xuống đất rồi lu loa chửi. Còn đàn bà lăng loàn này, mày đã hại chết con bà, mày dám đi ngủ với trai để có chửa rồi về bảo là máu mù nhà này, nay bà đánh cho mày chết chết này, chết này, đồ gái đĩ. Bà Cung cứ vừa chửi vừa đánh Mai như vậy, mặc cho Mai khóc lóc van xin, nhưng bà ta nhất quyết không tha. Mai có giải thích thế nào, bà Cung cũng không chịu nghe. Bà luôn một mực cho rằng Mai đã ngủ với người khác và có con. Tội cho Mai, đi đâu cũng bị thiên hạ cười chê. Họ xì xào to nhỏ sau lưng cô. Họ bảo cô cả gan, dám lừa chồng và mẹ chồng để chiếm đoạt gia tài nhà chồng mai không dám đi đến đâu cô không dám ngẩng mặt nhìn ai cô thực sự cảm thấy nhục nhã khi bị đổ tiếng oan như vậy mẹ chồng cô bảo cô ngủ với trai vậy thì cô ngủ với ai bản thân cô chưa từng lên giường cùng ai khác ngoài chồng mình thì tại sao lại bảo cô ngủ với người khác được mai bị oan nhưng cô không biết làm thế nào để giải thích cho mẹ chồng và mọi người xung quanh hiểu được vì chồng cô bị vô sinh đó là sự thật. Người duy nhất có thể minh oan cho cô chính là chồng mình. Nhưng bây giờ anh ấy đã chết rồi, người chết thì làm sao có khả năng sống lại được. Mai đau đớn rơi vào tuyệt vọng, quỳ trước mộ của chồng mình, cô đau đớn kêu gào tên anh, cô yêu anh nhưng bây giờ thì cô hận anh. Tại sao anh lại có thể làm chồng cô vào cái đêm hôm đó để bây giờ cô phải gánh tiếng oan thế này? Nam ơi, Em biết làm sao bây giờ Em biết nói gì để cho mẹ anh hiểu bây giờ Em những tưởng mình là người hạnh phúc Sau cái đêm hôm đó Vì lần đầu tiên Em được làm vợ rồi làm mẹ Nhưng nào ngờ Chính cái đêm hôm đó lại là địa ngục tối với em Sao tự nhiên hôm đó Anh lại khỏi bệnh Sao tự nhiên hôm đó Anh lại cho em được làm vợ Để bây giờ em nhục nhã thế này ở anh Mai vừa khóc Vừa lấy tay cào đất trên mộ của chồng mình Mười đầu ngón tay của cô chảy rước dỉ máu Nhưng cô đâu biết đau là gì Đối đau trong tim Đã làm tê bại thân thể cô Ngày anh chết Cô cũng đã chết theo anh rồi Và giờ đây Khi cô đang chịu tiếng oan này Thì có lẽ cô sẽ chết thêm một lần nữa Ba ngày sau Thì Mai khăn gói quần áo Bế con mình ra khỏi nhà chồng Mẹ chồng cô không chứa chấp cô nữa Cô bế con về nhà bố mình nhưng bây giờ ông cũng đã mất rồi trong nhà chỉ còn em trai và em dâu họ nhìn mai bằng ánh mắt khinh thường rẻ rúng tuy em dâu không thẳng thừng nói là đuổi cô nhưng qua cách đối xử của cô thì mai cũng hiểu mình không thể nương nhờ các em trong ngôi nhà của bố mẹ mình nữa rồi không thể bám víu vào anh em mai dắt con đến ở nhờ một người quen tốt bụng trong làng hàng ngày cô đi làm thuê cho người ta để lấy tiền nuôi con không có ai trông con mai phải điệu con đi cùng một hôm trên đường đi làm về bác nhìn thấy mai đang cặm cụi làm cỏ dưới ruộng còn cô cò ngồi chơi một mình ở bờ ruộng tim anh thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này vì ai nên tội vì ai mà chị dâu của anh lại ra nông nỗi như thế này từ hôm biết chị ấy bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà là lòng anh thấy chua xót nhưng anh biết làm gì bây giờ anh không dám can đảm đứng ra nhận cu cò là con mình anh sợ dân làng sẽ cười chê anh chửi rủa anh anh trai anh chết rồi sẽ chẳng còn có ai thanh minh được cho anh cả họ sẽ chửi anh là thằng khốn nạn dám thằng tiệu với cả chị dâu mình bác đứng ngậm ngồi nhìn cu cò một lúc rồi đi về bất chợt anh thấy cay cay nơi sống mũi từ hôm đó trở đi bác suy nghĩ rất nhiều anh cảm thấy hổ thẹn với chị dâu và thương đứa con trai của mình vô cùng. Chị ấy là thân nữ nhi, nhưng dám gồng mình chống chọi với tất cả sự dè biểu, dèm pha của mọi người xung quanh để tồn tại và nuôi con. Người phụ nữ nhỏ bé, dáng người sơ sát điệu con đi giữa cánh đồng trong tiết trời mùa đông giá lạnh mà tim bắc như có ai đó cứ vào. Anh cũng giống như anh trai mình, thật nhu nhược và hẹn nhát. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bác quyết định nói với mẹ mình về chuyện đã xảy ra giữa mình với anh trai và chị dâu bà mồi nghe xong thì bần thần người bà cũng không ngờ là nam lại dám làm ra cái chuyện tày đình như vậy để hậu quả bây giờ mai và đứa con vô tội phải gánh với tình thương của một người làm mẹ sau khi nghe bác kể bà mồi quyết định khuyên con trai hãy đến nói với mai chuyện này và cầu xin cô tha thứ mặc dù anh cũng là người bị hại nhưng mong cô hãy bỏ qua mọi chuyện và cho anh chăm sóc cô cò sau khi bác đến gặp mai và nói cho cô biết về việc anh và cô bị nam bỏ thuốc mê vào cái đêm hôm đó và cô cò chính là con của anh thì mai hồn bay phách lạc mặt cô tái đi môi cô mấp máy nói không thành lời chú chú nói cái gì cô cò là con của chú sao bác cúi mặt gật đầu xác nhận mai bị tai mình lại Cô gào thét và lao người bỏ chạy Chạy mãi, chạy mãi Cuối cùng cô dừng chân ở bờ sông Đứng bất động nhìn dòng nước đang chảy mạnh Tiếng khóc của cô hòa lẫn với tiếng gió Tạo nên những âm thanh nghe ai oán lòng người Bước những bước chân trần trên bãi cát bờ sông Mai nở một nụ cười chua chát Cuộc đời này quá bạc bẽo đối với cô Tất cả mọi người trên thế gian này đều thật đáng kinh tởm Cô không thể tin ai ngay cả người chồng mà cô hết lòng yêu thương cũng đã lừa dối cô, vậy thì cô còn biết tin vào ai được nữa? Chính anh là người đã bày ra cái trò bẩn thỉu đó, vậy mà anh còn ngang nhiên thờ ơ lạnh nhạt với cô. Anh quá đáng lắm nam ạ, à? anh là một thằng bỉ ổi. Mai tự rủa chồng mình như vậy, cô hận anh, cô căm thủ anh, cô không ngờ anh lại đang tâm lừa dối mình như vậy. Anh luôn cho rằng việc mình làm là đúng và điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho anh và cô. Nhưng anh không lường trước được rằng cái việc làm dơ bẩn đó của mình lại từ từ giết chết chính người vợ hiền ngoan. Chính anh đã gieo cho cô cái tiếng chửa hoang. Bây giờ anh còn bắt cô phải chịu tiếng loạn luân với em chồng thì làm sao cô sống nổi chứ? Cô không dám đối diện với sự thật nhục nhã đó. Cô sẽ ra đi và kết thúc chuỗi ngày ô nhục này. Mai tự nhủ như vậy và cô quyết định chấm dứt cuộc sống của mình. đứng trên bờ sông, Mai nhìn dòng nước đang chảy rồi nhắm mắt lại. môi cô hơi nhếch lên giống như đang cười khi biết cuộc đời mình sắp hết đau khổ. rất may sau đó là bác đã kịp đuổi theo Mai đến bờ sông và cứu được cô. sau khi bế cô chạy về nhà, anh bảo mẹ mình lấy quần áo thay cho Mai, còn mình thì đi đón cô cò về nhà mình. tại nhà của bác. Nhờ sự động viên chia sẻ của bà Mồi Nên Mai dần dần bình tâm lại Lúc bác đón cô cò về nhà mình Cô cò thấy Mai thì hòa khóc nước nở Mai ôm con vào lòng Hai mắt cô nhòa đi trong nước mắt Chỉ một chút nữa thôi Thì cô đã gây ra tội lớn với con mình rồi Con ơi mẹ xin lỗi con Từ giờ mẹ sẽ không bao giờ bỏ con nữa Mai lấy tay vuốt mặt để lau đi những giọt nước mắt đang chảy Cô thấy ân hận về hành động ngu dại của mình vừa rồi Quả thực nếu lúc đó cô chết Thì cái tiếng chửa hoang vẫn còn đó Còn cô nó sẽ như thế nào Nó lớn lên mà không có mẹ Nó phải sống trong sự dè biểu của chúng bạn Chẳng ai bênh vực và yêu thương nó Trời ơi Mai nghĩ như vậy và thấy lòng mình Như là có ai đang sát muối Đi qua cái chết Giờ đây Mai thấy trân trọng sự sống Phải cô sẽ sống và hiên ngang chống chọi với đời sống để yêu thương che chở cho con mình những ngày sau đó mẹ con mai vẫn ở nhà của bà mùi hằng ngày mai đi làm và gửi cua cò cho bà mùi trông nom ai hỏi thì mai bảo là cô đến đấy sống nhờ sống cùng một nhà tôi biết giữa mình và em trai đã xảy ra cái điều ô nhục đó nhưng cả mai và bác đều hiểu rằng đó là vì mình bị bỏ thuốc nên không ai còn căm hận hay là trách cứ ai nữa. Họ cho đó là một sự an bài vũ phàng của số phận dành cho mình. Bắc vẫn gọi Mai là chị dâu, còn Mai gọi Bắc là chú. Tuy thái độ của hai người vẫn còn gượng gạo, nhưng họ chấp nhận cuộc sống như vậy. Thời gian trôi đi, từ hôm Mai ở nhà Bắc, thì có nhiều lời xì xào bàn tán lắm. Người thì nghĩ là Mai đến đó ở nhờ thật, nhưng cũng có người bảo Mai và Bắc tẳng tiệu với nhau và cu cò chính là con của anh giờ nam chết rồi thì hai người công khai ở với nhau cái tin đồn này cuối cùng bà cúc cũng nghe được bà ta chạy một mạch sang nhà bắc và gân cổ chửi rủa bắc và mai là đôi gian phu dâm phụ bà ta bảo mai là con rắn độc đã sát hại chồng mai im lặng nhưng cô không hề sợ hãi thời gian và sự vùi dập của cuộc đời đối với cô đã giúp cô trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn sự im lặng của mai càng làm cho bà Cúc tức điên người vì sự im lặng đó của Mai giống như ngầm khẳng định với bà ta rằng đó là sự thật. Bà ta điên máu, hai môi mím chặt lao đến túm lên Mai. Còn đĩ này, giờ thì mày thừa nhận rồi chứ gì? Mày đã tăng tiệu với thằng con của con đĩ đó đúng không? Bà buông chị ấy ra. Bà bảo ai tăng tiệu với ai? Ai là con đĩ hả? Giữa lúc bà Cúc đang sấn tới túm lấy cổ Mai thì bác về tới anh chạy đến giật mạnh lấy tay bà ta và giữ lại được thể thấy bác về nên bà cúc quay sang chửi anh luôn còn mày nữa ta không ngờ mày lại gây ra cái trò đồi bại như thế nó là chị dâu của mày mà mày cũng không từ phải đúng là đồ khố rách áo ôm chuyên ăn uống bẩn thỉu bẩn thỉu này bác tức giận anh đẩy mạnh một cái làm cho bà cúc ngã bể xuống đất rồi anh chỉ thẳng tay vào mặt bà ta mà nói tôi nói cho bà biết Tất cả những chuyện này Đều là do bà mà ra cả đấy Mày điên hả à, thằng kia Tao làm gì mà mày bảo là tại tao Tao bảo mày và nó ngủ với nhau sao Bị ngã rất đau Nhưng bà Cúc vẫn cố gân cổ lên để nói Lúc này bác cũng không còn xấu hổ gì nữa Anh nói tuyệt mọi chuyện ra Cho bà Cúc nghe rằng Vì bà cái ép mai sinh con Trong khi Nam bị bất lực Không còn con đường nào khác Nên Nam mới phải lừa anh vào mai cho hai người uống thuốc mê và để xảy ra chuyện đó thằng cò chính là con anh và cũng chính vì chuyện đó nên nam mới trở nên buồn chán uống rượu sinh bệnh mà chết bà cúc nghe bác nói xong thì lên cơn đau tim bà ta không thể tin nổi là mình chính là người đã ép con trai vào đường cùng như vậy vì bà nên con trai bà mới chết mày nói láo tao không tin chúng mày nói láo để lừa tao chúng mày chính chúng mày đã tầng tiệu với nhau Giờ còn đổ lỗi cho con trai tao Chúng mày là lũ rắn độc Bà không tin sao Thế bà thử nghĩ xem Vì sao anh Nam lại thành ra như vậy Không phải là vì bà Thì là vì cái gì Nếu bà quan tâm yêu thương con mình Bà không cố ép con dâu mình phải sinh con Thì đâu đến nỗi Tại bà Tất cả là tại bà Không Nam ơi Bà Cúc chỉ kịp thốt lên Gọi tên con trai rồi ngất hẳn sau khi được đưa về nhà và cho uống thuốc thì bà ta cũng tỉnh lại nhưng từ đó trở đi bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là người mất hồn vậy suốt ngày bà ta cứ thơ thẩn một mình lúc thì chẳng nói câu gì có lúc lại cười hô hố như là kẻ điên còn phần về mai và bắc sau khi bắc công khai thừa nhận cô cò là con của mình với mai thì anh thấy trong lòng thanh thản hơn anh chăm sóc và yêu thương cô cò rất nhiều Bà con dân làng biết là Mai và Bắc bị Nam lừa cho uống thuốc nên mới ngủ với nhau và có con thì cũng thông cảm cho hai người. Họ không còn chê cười và khinh thường Bắc và Mai nữa. Mai cũng vui vẻ hơn. Vài năm sau thì bà cũng mất. Bắc tiếp nhận thừa kế gia sản của bố mình. Mẹ con Mai vẫn ở cùng nhà với anh. Tuy vậy, hai người vẫn giữ mối quan hệ chị dâu em chồng. Mặc dù là họ có con với nhau, sau đó Bắc lấy vợ là người cùng làng vợ chồng bắc và mai vẫn sống hòa thuận như vậy mấy chục năm trôi qua mai và bắc đã trở thành những ông lão bà lão họ vẫn sống cùng nhà và giữ mối quan hệ chị em cô cò lớn lên trong sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ khi trưởng thành thì lấy vợ sinh con và báo hiếu công sinh thành dưỡng dục của hai người quý vị và các bạn thân mến tưởng rằng sẽ khiến cho vợ được hạnh phúc cho gia đình được êm ấm Nhưng nào ngờ cũng từ đó Mà Nam lại trở thành một con người khác Anh đã ghét vợ Tự hủy hoại bản thân mình Bi kịch xảy đến đối với gia đình anh Phần nhiều là do mẹ của Nam mà ra Nếu như bà ta không tạo áp lực cho con trai Con dâu Thì vợ chồng Nam và Mai Có thể vẫn mãi hạnh phúc Tuy nhiên cũng không thể không nói đến sự thiếu bản lĩnh của Nam Nếu như Nam dám thẳng thắn đối diện với sự thật rằng mình không có khả năng sinh con có lẽ bi kịch gia đình sẽ không xảy ra để rồi mai phải chịu cái tiếng là gái sát chồng câu chuyện đã khép lại rồi nhưng chắc hẳn nó đã để lại cho chúng ta không ít những nỗi niềm quý vị hãy để lại cảm xúc suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe tạm biệt và hẹn gặp lại